Chú Hải cố tỉnh dậy. Thầy tới thăm chú nè. Bạch thầy. Chú cứ nằm đó nghỉ yên đi, đừng cố gượng. Thầy, thầy thương chú lắm mà, không sao đâu. Cảm ơn chú, chắc tôi cũng sắp được rồi. Con không phải là Vũ Khắc Điệp mà tên thật là Nguyễn Thị Lan. Vũ đồ đã bao ngày nương náu trong từ bi, tưởng đâu Lan đã dứt được lòng trần, đã quên được nỗi sầu xưa, ngờ đâu chắc tại con sắp già đi cuộc đời. Thank you.
bà ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió. Như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim sầu. Sông im lìm sôi đầy nước, chiếc cầu tre gầy nhịp đứng chân dân. Con đường đất đỏ quanh co những buổi chiều vàng, vắng bóng người con gái quẩy gánh hàng trên đường về khi tan trời. Thầy là bậc chứng tu mà khi nghe trời chớm sáng to, còn gợi trong lòng nhiều ơi.
Lan ơi, anh là Điệp đây, em hãy gượng dậy mà nhìn cho tận mặt. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để tiễn đưa Lan vào thế giới muôn đời. Trời, anh đi Lan, Lan ơi, tội tình chi em đầy đó cuộc đời. Chôn lấp tuổi xuân trong nâu sòng khổ hành, lòng em còn nặng nhớ thương. Nếu chốn thiền môn em không tìm được lãng quên, thì sao em cô tình không cho anh gặp mặt? Nếu sư cô không cho tìm anh đến kịp, thì chắc mình vĩnh biệt muôn đời mà không thấy mặt nhau. Sao lần anh lặn lội đến tìm em, em lại cắt dây chuông không cho anh gặp mặt. Em muốn quên anh đi, em muốn trả anh về với gia đình hạnh phúc, nên những tờ thơ anh gửi em còn giữ nguyên như nè, em đâu có đọc. Trời ơi, cũng vì vậy mà em nào hay nào biết chuyện gia đình của anh đã đổ vỡ còn đâu, nên em cứ mãi giữ nỗi sầu chôn chặt niềm đau, rồi năm tháng chất chồng cho lên tàn lan hiu. Trời ơi, ông bài chỉ cần la lai cay nghiệt, cho người đầy đỏ cuộc đời, kẻ tan nát lòng đau. Từ bây giờ mình mãi mãi bên nhau, không bao giờ mình còn xa nhau nữa. Lan ơi, em hãy cố gắng kéo dài cuộc sống, mình sẽ đưa nhau về chốn kỷ niệm ngày xưa. Anh Điệp, Lan, em gặp lại anh, em mãn nguyện lắm rồi, em vui lắm rồi, em không có chết đâu, em đâu có chết được, phải không anh? Phải rồi, em sẽ sống với anh. Anh sẽ đưa em về. Em sẽ về với anh, về quê cũ. Anh Điệp, em nghe bên tai có tiếng ve sầu ca hát, mắt em như thấy con đò nhỏ bên sông. Về hàng Điệp trổ bóng soi hồng mặt nước, em thấy rõ ràng gốc me bay trước nhà chiến. Em đứng đó, em chờ anh về. Mà kìa, anh Điệp, anh đây. Sao anh đi với người ta? Sao anh bỏ em đứng đó? Đâu, anh đâu có đi với ai đâu. Anh về với em mà. Hả? Anh về với em hả? Anh đâu có bỏ em mà đi nữa phải không? Vậy là em nghi quan cho anh rồi. Anh đừng có giận em nghe. Anh thương em mà, anh đâu có giận em. Anh Điệp, anh đứng đâu? Anh đứng đây nè. Để em về bạch với thầy rồi mình về nghe anh. Sao em? Anh Điệp, sao em? Lan. Anh Điệp, sao em? Chầm trong yêu của anh, trên cành bao tơ liễu kéo nhau chạy xuống hồ. Mây sáng bay bay là tuổi thanh, quanh quanh tôi và tất cả mọi trời chiếc khăn xuống. Xa nay vô số lá vàng rơi, người chính